Nên cái gì mình hiểu được mình hiểu thôi. Cộng như mấy ngày Tết, Tết nhất này nọ nữa, ai cũng có việc làm, ai cũng có công chuyện, và ai cũng có gia đình, ai cũng có bạn bè, ai cũng có công ty. Nói chung là rất là nhiều thứ. Tại vì Tết nhất thì anh em không có thể nào mà online được nhiều. Wow, một mình xe mà quýnh nó đủ hai xe nó chạy đủ nó quýnh như kìa. Rồi Anh hai nghĩ nè, chín anh nghĩ rồi, hai khác, nghĩ tám khác rồi, anh quýnh Duy ơi, không đi. phải nghỉ ở bên Võ Lâm Chi Kỳ 1 đâu. Cắm nó đi ốc gà không mà. Hết xoáy em ơi. Nó quýnh em kìa. Mình tắt cái mic đi nè, mình tắt cái mic đi. Nói chứ anh em này đang xem livestream, một like một chia sẻ nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Lâu lắm rồi, thiệt sự là nguyên một tuần, đúng một tuần là em nghỉ đó, không có like. Tại vì vô Sài Gòn em có công việc, rồi xuống Cà Mau ăn đám cưới, rồi về lại Sài Gòn gặp mấy anh em ở trong ban ban live nữa. Rồi em gặp mấy anh em công ty cũ nữa, rồi mới về ngày hôm qua. Mới về ngày hôm qua thôi. Thì hôm qua mệt quá cũng không có like được nên hôm nay mình like lại. Ù má, duy trì may mắn hai, trời trời, giờ này con cho duy trì may mắn hai làm cái gì ta, làm cái gì ta. Không, để tối anh trốn viện ra on một tiếng với anh em thôi anh ơi. Đừng đừng anh ơi, bệnh tình nữa, bệnh tình cần lo con bệnh đi anh à. Đừng có một cái công thành không có gì đâu anh à. Chơi game mà lúc chơi lúc nào cũng được, mình chơi lúc nào cũng được, không phải nhất thiết phải như vậy. Không nhất thiết phải đang bệnh mà trốn bệnh viện làm gì anh. Ra ngoài mà bị đổ, bị cách ly này nọ nữa lại khổ hơn nữa. Tốt nhất ở bệnh viện đi anh à, mấy cái này đâu sao đâu anh. Có gặp lại anh em dịp tiệc không? Có anh em chứ, có mình cái ngày đầu tiên ngày 27, 27 là mình vô là mình đi tất niên công ty của anh Tý luôn. Tất niên công ty của anh Tý cũng có mấy anh em dịp tiệc nữa. Tại vì đa phần những anh em dịp tiệc bây giờ cũng đang làm cháo á, làm cửa hàng cháo bên anh Tý. Thì ảnh tức tổ chức tất niên thì cũng gặp mấy anh em trong dịp tiệc cũ thôi. Bữa mình vô là bay vô mình ăn vô vô ăn tất niên luôn. Niên của công ty anh Tý luôn. Ok anh, không sao anh à. Vui là được. Bệnh tình mình lo bệnh tình trước anh ơi. Chuyện chơi bời thì mình để sau cũng được. Khi nào khỏe hẳn rồi, khi nào đỡ hẳn rồi lúc đó mình chơi cũng được, đâu sao đâu anh. Em không muốn vì em mà làm khó anh em. Thì em cũng nói thẳng là nói nếu anh em nào rảnh thì mình cứ online hỗ trợ anh em trong ban, không thì thôi. Thôi em like nhé, anh đi công chuyện tí đây. Ok, cảm ơn anh, bye anh nha. Ráng giữ gìn sức khỏe nha anh ơi. Anh Trung, anh Đinh, anh Văn Đinh Trung là cái anh mà mình hôm bữa mình có đăng một cái bài viết là mình nói ảnh bị bệnh u não đó anh em à. Thì ảnh hiện tại ảnh đang ở nhà và chữa trị. Thì ảnh là một người thực sự là mình nói rất là đam mê game luôn, thật sự rất là đam mê. Đến cả bây giờ ảnh ở trong đang trong bệnh viện mà ảnh còn nói để anh trốn viện ra on một tiếng chơi với anh em là anh em biết rồi. Ảnh vì anh em, ảnh chơi vì anh em rất là nhiều. Người như vậy là rất là đáng trân trọng nha anh em. Đù quá cái trời ơi. Giờ này cho mấy cái ngọc bội kháng lôi 19 may mắn 2 không biết để làm cái gì ta. Không biết để làm cái gì ta. Họ sẽ thương 2 điểm, sẽ thương 28%. Thì kháng lôi 10 độc sát. Trời ơi, đu quá nhẫn kia. Ủa quá kháng mã 17, kháng 30. Kháng mã 17, kháng 30 sinh khí một luôn, ngon nha, ngon nha. Tí nó để cho xe mang luôn, tí nó quăng cho xe mang. Xe đang thiếu. À, lâu lâu được cái nhẫn hết hồn thì các em à. Hôm qua mình mới mới luộc, mà nãy sáng mình mới luộc. Ồ, cái này kháng tất cả 12 rồi anh em. Các bạn hai làm chậm 20 rồi, sáng mới luộc của anh Chu Tước á. Mới luộc mang đỡ, luộc cái dây chuyền luôn nè. Và luộc thêm cái ngọc bội của ảnh luôn, luộc hai món của ảnh luôn. Ủa anh em thấy ghê chưa? Cái hỏa 24, chán 40, sinh khí 11. Hồi nội lực 1 điểm luôn. Đem dây chuyền hết cả 12 làm chậm 20 nữa. Ảnh không chơi nữa. Ảnh ấy không chơi nữa. Thì mình mượn mình xài tạm thôi anh em à, mình xài đỡ.
Ê, mình muốn xài nha chứ không ăn cắp ăn kiếp gì nha anh em, nói đừng nói gì mình nha. À, anh đi làm rồi, tối anh đi làm luôn rồi, 30 làm chậm 30, anh đi làm không cũng không on được like được, anh dâng cho mình nguyên cái dàn hạt luôn, mình cũng đưa dàn hạt đó cho bên bên đây mình, anh em không có hạt chơi rồi, rồi tối còn online đánh công thành. À, tối được có mấy mạng, không biết được bao nhiêu mạng để mà đánh công thành đây. Ồ, mã nhẫn kháng lô 20 luôn nè, ngon nè. Không, không phải anh nghỉ game mà ảnh hiện tại anh đang nhận mấy cái show á anh em. Nhận mấy cái show để làm ngay dịp Tết này nè. Trời ơi, trời, cái gì vậy trời? Mã kháng ngoại 20, kháng 40 luôn, sinh lực 111 luôn, 110 luôn. Trời ơi trời, một má còn VIP hơn cái những này nữa. Này kháng mã 19, kháng 40 giờ. Cái này những đủ kháng mã 20, kháng 40, sinh khịch, sinh khí 11. Ngon 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 ngon. Trời, đồ quá quan trọng nhất là mấy món đồ này thôi anh em à. Dạ em chào anh Nghĩa nha, chào anh Nghĩa nha. À, lụm tiền anh em à, lụm tiền anh em à. À thì bán thì chứ trời trời. Kháng hỏa 20, sinh khí 11, kháng 40 luôn, sinh lực 111, 110 nữa. À, giờ phải riêng ngày cái nhẫn đó ngày trước thì cũng má giờ cũng có tiền rồi. Giờ chắc đồ hoàng kim nhiều quá không được mà. Không. Kami mình hồi nãy giờ mình nhận móc hết chưa ta? Nãy giờ mình nhận móc hết chưa ta? Dây chuyền mới quan trọng anh, ok yên tâm đi, còn 100 mấy chục cái anh à. Còn 100 cái mấy chục cái lận. Kiểu gì không ra một cái dây chuyền hay tất cả 20 anh à. Kiểu gì cũng ra một cái sợi dây chuyền hay tất cả 20 làm chậm 40 thôi. Em liên hệ admin rồi. 110 cái, 120, 125 cái này sẽ có một cái dây chuyền hết cả 20 làm chậm 40. À, lâu lắm rồi không có đồ hoàng kim mặc luôn anh em à. Sự là lâu rồi cũng không có đồ hoàng kim mặc. Từ ngày đi tới giờ là mình giao cái hạt cho, giao cái hạt lại cho anh em trong ban luôn nên cũng không có đồ hoàng kim mà. Nói chứ anh em đang xem live cho em một like, một chia sẻ đi anh em à. Lâu lắm rồi em mới like lại, anh em cho em một like đi anh em à. Thật sự giờ bữa giờ là em nghĩ rất là lâu luôn rồi đó. Nói gì tốc độ 40 luôn, có mã 15 thiệt. Bây giờ rồi nghĩ một tuần trời không đụng vô cái máy tính, bây giờ ngồi vô cái máy tính cái mắt em nó mờ hoa luôn rồi. Hoa mắt luôn rồi em nè. À, thấy dục học đồ không nha, thấy dục đồ không nha, không có gì mà động lại luôn á ta. Ủa, cầu trời khẩn Phật cho một cái sợi dây chuyền tất cả 20 làm chậm 30 thôi cũng được, 40 thì càng tốt. Em like bên Facebook không dám like YouTube sợ anh công chửi. Thôi ai dám chửi anh, trời mấy anh toàn là cầm mặt, cầm mặt VIP, cầm mặt hoàng kim môn phái, không ai dám la chửi mấy anh. Thùng ở những cái khoảng 17, tinh khí 7 điểm. Còn cái đao gì vậy trời, sát thương một lý ngoại công 39 điểm. Đào cùi. Ở những cái khoảng 17 này sẽ thấy rồi. Ồ, hy vọng ra đồ VIP nha anh em ơi. Hy vọng anh em à. Ảnh giờ VIP rồi, ảnh cầm mặt đồ á, một tháng anh làm mười mấy triệu. Làm, ôi đồ, cái phục hồi hay phục hồi 40 đâu trời. Hello công, buổi trưa nha công, chừng nào nghỉ Tết. Hiện tại thì em like chắc cỡ ngày tới ngày 20, 27, 28, 29, 30 gì đó. Nói chung là em like rảnh ngày nào là em like ngày đó anh em à. Còn nghỉ Tết thôi. Á à, thì có cái áo ngon rồi, không có phục hồi 40 anh ơi.
40 là lụm tiền rồi. Chán thiệt. Cháy thiệt anh em à. Chán hỏa chính. Anh Công ơi, bữa nào em mượn trang kia like vài trận gặp anh em không? Ok thôi. Nếu em muốn, chỉ cần em muốn là được. Năm anh em ạ. Chỉ kiện cái 15 anh em à. Tục lý ngoại công 4 điểm 4,24%. Nếu nhìn mấy món đồ, thật sự là nhìn mấy món đồ này không muốn muốn xem luôn em à. Tôi đọc. Trời ơi, không đó nói giọng đó là không cho mày mượn đâu nghĩa. Ở ngang thiệt, ở ngang thiệt. Ủa ông cứ chia rẽ tình cảm anh em người ta không à. Ông đụng, ông cứ đụng, ông cứ vậy ông chia rẽ tình cảm đụng á, bữa giờ mới vô gặp đụng tình cảm nó thấm thía được chút xíu mà ông nói vậy đụng á, chia rẽ tình cảm chết luôn. Mới xa có mấy tháng bỏ cờ lê mút luôn mà. Bên đây là anh bỏ hết à. Bỏ hết không có để lại. Với hủy ban luôn, hủy ban hồi trước ban quá nhiều quá. Anh em vô comment không được hủy ban hết. Lăn 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 la. Tại dạo này Facebook nó đang vụ đang bên YouTube dạo này đang bị có nhiều cái vấn đề hack lắm anh em à. Đến cả bên gì bên Mr. Đàm gì đó còn bị hack kênh nữa. Các cái kênh là YouTube á. Rồi mình phải đổi hết mấy cái thông tin cũ. Mới đây vài ngày anh em còn bay chung một chuyến bay. Ồ thiệt. Ớ ngang thiệt. Ớ ngang thiệt. Cháy thiệt anh em à. Ồ. Lô có 9 điểm gì trời. Đâm. Con em mượn đi năn nỉ quá trời kìa. Trời trời thì tôi có nói là tôi không cho đâu ông nội. Ổn á thiệt, ông nãy giờ ổn á, ông đâm hơi nhiều rồi á. Ông đâm hơi nhiều rồi đó. Tôi nói thiệt. Ổn á, chuyện không sao mà ông đâm vô một cái thì chuyện có sao luôn á thiệt. Đâm một cái đụng á thấu xương thấu tủy luôn không à. Áo gì vậy trời. Hòa 30 kháng hỏa 2 sinh khí 14 chết 20. Cái gì chuyện hệ hỏa này anh em mà không có kháng tất cả. Không có kháng tất cả. Trời ơi giọng dạo này đi. Vô Sài Gòn rồi đổi giọng anh em à. Ra Nha Trang nó cũng đổi giọng anh em à. Ở môi trường mình phải đổi giọng đúng môi trường anh em à. Chuẩn bị đồ sắp tới rồi mới nói giọng Nha Trang luôn nè mấy ông à. Hôm nay thứ năm à. Hôm nay thứ năm tối nay có công thành nha anh em. Tối nay sẽ có công thành ở bên server BK này anh em. Anh em nhớ đón xem nha anh em ơi. Tối nay mình sẽ like. À, nói thiệt luôn á, nãy giờ chưa được một món đồ nào ngon luôn anh em à, ngoài cái nhẫn đó. Ngoài cái nhẫn này chưa được món nào ngon luôn. Trời ơi, bây giờ tôi chuẩn bị đủ, tôi qua Facebook tôi làm nè, tôi qua Facebook tôi like nè, tôi không có like YouTube nữa luôn nè. Nói chứ like YouTube thì vẫn like nhưng mà
mình qua qua năm sau, dự định là năm sau là mình sẽ đánh vô Facebook nha anh em, mình sẽ live Facebook và live YouTube luôn, live hai kênh cùng một lúc luôn, mình phát triển nữa. Tại vì YouTube bây giờ nó mình đã qua cái thời đó rồi anh em à. Đồ quá chứ chị, tốc độ 39 không phải 17 chẳng 20 luôn. Ngon nè, đôi này ngon nè, cho xem ăn được nè. Mà 8. Tại vì bây giờ Facebook nó đang rất là thịnh hành. Đang rất là thịnh hành nên sắp tới có thể là mình sẽ vừa like YouTube vừa like Facebook luôn. Nhưng mà sẽ đầu tư bên Facebook nhiều nhiều thêm một chút. Tại vì bên Facebook bây giờ rất là ngon. Đó là một cái nơi mà dự định sang năm là mình bắt đầu mình sẽ làm. Đủ quá, nón kháng hỏa 23, chén 20, xin kiến 10. Chén 20 thì cũng ít ai xài lắm. Trời ơi, trời ơi, cái áo kìa anh em. Ui, quá ngon nha. Một hồi 40, con áo 14, chén 30 luôn, xin lượng 100 mấy luôn. Trời ơi, ngon nè, áo này ngon, áo này được, áo này được. Áo này được nha anh em, ăn này được. Ồ, cũng có một món đồ giữ lại. Cũng có một món giữ lại anh em à. Có tưởng là quá bê xì lết luôn nhờ, không cũng rồi, cũng có vài món giữ lại để mà cũng sẽ thu điểm gì đây. Sống mà lên cái nè. À, nãy giờ mình chủ yếu mình mở mấy này chủ yếu kiếm sợi dây chuyền thôi anh em à. Chủ yếu kiếm cái sợi dây chuyền cái tất cả 20 làm chậm này nọ, hoặc là dây chuyền kháng lôi này nọ, hoặc là dây chuyền kháng hỏa kén này nọ. Chủ yếu có nhiêu đó thôi á. Mà cho đồ gì đó không à. Đồ dày nè anh em. Tốc độ 39, kháng hỏa 17, chậm 20 luôn. Đẹp ơi. Áo nè, áo phục hồi 40, kháng hỏa 14, chậm 30. Này kháng hỏa phải 24 thì ngon. 24 là lụm tiền luôn. Còn 80 cái nữa anh em à. Còn 80 cái nữa thôi. Nói chứ anh em đang xem live cho em, một like một chia sẻ đi anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đủ quá, đài chuyển hóa khăn băng. Em hỏa 3 sinh khí 16 20. Ồ, dây chuyền làm chậm nữa kìa anh em, dây chuyền làm chậm kìa mà không có khác tất cả. Thế thì cái này đúng là trò chơi rồi, trò chơi nhân phẩm luôn. Quả cái kiếm gì ghê vậy trời. Băng sát 53, kháng hỏa 7, sinh khí 11, sát thương vật lý 50 điểm. Không có tốc độ đánh. Đúng rồi, mình mới về luôn quay à. Ồ, anh em đổ comment, anh em comment cho tôi đổ mà sẽ dây chuyền khác tất cả đi cho nó hên xíu anh em à. Dây chuyền hệ hỏa rồi, anh em comment dây chuyền hệ hỏa đi anh em. Cho nó lên một xíu anh em à. Tôi thấy dạo này đi xuống quá rồi. Nãy giờ mở đồ đi xuống thôi mà không có dây chuyền nào, không có gì gọi là luôn anh em. Nó comment một cái cho nó hên xíu anh em à. Tôi hên thì ổn, mấy ông xem nó mới sướng được anh em à. Ổn thiệt. Giờ gắn camera vô đủ mở được dây chuyền, đập bàn ghế luôn, đập cái bàn phím luôn. Thiệt. Đó không đổ phải như anh nè, đó phải phải như đồ Thanh Duy Nguyễn nè, đó Ngọc Tâm Lê Dương nè, đó trời ơi. À mấy ông, tôi cũng đang mong nè mấy ông à, hy vọng đổ thiệt. Cái đau mà hút nội một cái mày thiệt, tôi đổ tôi quăng con chuột luôn, quăng con chuột luôn, khỏi lít nữa, khỏi mở nữa cho nó khỏe, khỏi lít khỏi mở nữa. Ồ thiệt. Cái gì lý 1 điểm là chậm 20, tân pháp 11 16 điểm. Phải rồi, mở được đồ ngon á, mình đủ mình mới thấy cảm thấy kích thích được anh em.
Cái mỡ đồ mà cứ như vậy hoài thì đồ, lấy đâu mà kích thích để mà cho anh em. Ủa cứ ra đồ như vậy là thì đúng rồi đồ thì dây chuyền làm chậm 40 cái nó cả 10 thôi cũng được. Đồ là tới cái cục cức luôn. Em mới nói sợi dây chuyền nó ra sợi dây chuyền thiệt mà đồ quá kháng băng anh em à. Có comment thì comment chứ bây giờ nhân phẩm nó không có, nhân phẩm nó không có thì nó cũng không thèm ra luôn anh em à. Thấy sao dạy dạy vậy sao á. Ủa nhân phẩm đâu mất tiêu rồi. Rồi năm nữa. Ồ. Cái trời trời. Lúc cũng buồn anh em à. Hết phải thì làm chậm 40 đi cũng đỡ đi. Thế ra có làm chậm có 20. Sao đặng anh em à đúng không? Nãy giờ đó, công tình anh em đổ like chia sẻ comment các kiểu ra sợi cái đai kìa. Phẩm nổ nhân phẩm vẫn chưa chưa tới tới nóc anh em à. Chưa lên đỉnh anh em à. Này phải đợi lên đỉnh hay sao á? Ủa bao tay kháng hỏa 16 chậm chẳng 20 luôn. Chờ mấy món đồ này chắc không ai xài rồi. Nè cái gì? Đạn thì tới thì anh em à. Ô thấy hai sợi dây chuyền là thấy đồ thấy ngon ngon thơm thơm rồi. Sắp lụm tiền rồi. Ô ra dây chuyền may mắn 5 giờ cho dây chuyền may mắn 5 làm cái gì nữa ông nội. Tới hai nữa. Ôi sợ thiệt. Má thiệt. Dây chuyền. Ra Tết chơi xe mới chứ công mình chưa biết nữa anh em à. Chung dự định thì cứ như vậy thôi. Ra Tết rồi mình tính anh em. Bây giờ thì cứ đang chơi server này thì mình cứ chơi thôi. Khi nào ra Tết thì tính tiếp. Mình cũng chưa có dự định gì hết. Dự định là dự định của mình bản thân mình thì phát triển thêm Facebook thôi. Ý là sắp tới sẽ live chim game Võ Lâm Truyền Kỳ trên Facebook nữa thôi. Chứ ngoài ra cũng chưa có dự định nào khác. Chưa dự định server này, server kia, server nọ gì hết. À, phục hồi 10 kìa. Còn 50 cái nữa. Ồ đùng máy khỏi không nước linh hết. Ờ sẽ thuộc đi 33 điểm. Quên. À, mấy cái đồ đó thì ai mà xài nữa. Thời hoàng kim sung phái sắp tới. Còn ra mắng. Trời quá giờ đồ hoàng kim mua phái chắc tụi nó nhiều cả nùi rồi. Mình chưa có anh em à. Đấy, không khoảng 10 trên 40. Chọc bói. Tôi 7. Bằng. Ê, thiệt sự ra mấy món đồ đó thì không muốn xem luôn đó. 100 cái rồi. Ủa 100 cái ra đi rồi đó. Nãy mình phát cho rồi gần cả 100 cái mình ăn event nữa gần 50 cái nữa là 150 cái dây chuyền dây chuyền dây chuyền thật sự đấy thì đồ hết muốn mở luôn em à. Còn bốn mấy cái hết muốn mở luôn. Chán đời thì còn đồ mới được 10 mảnh 10 rương mảnh hoàng kim nè. Rương hoàng kim thì được được 100 mảnh mới ép được một món.
Ủa không biết ép đợi chừng nào nữa. Bây giờ được, thật sự là bên giờ một cái trăm món hàng kim môn phái. Nếu mà tính giờ một phái 3 món đi, một phái 3 món à, một hệ mà một phái 2 hệ đi. Bây giờ mỗi cái là một 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 phái là 6 món đi. 6 mà nhân 10 là hết 60 món rồi, mình tính đơn chỉ sơ là 60 món nha anh em. 60 món mà mở biết bao nhiêu cái mới đủ được 100 mảnh. Mở random nữa, không được chọn nữa, đâu có biết chừng nào mới được một món hoàng kim môn phái trời. Ủa thiệt. Giấy thiệt. Thù má giờ này còn cho nhỏ làm chậm 40 nữa. Giờ này cho nhỏ làm chậm 40 nữa. Tợ thiệt. Đúng rồi, chơi lại rồi. Ủa mấy bữa nay thì mình đi vô Sài Gòn á, đâu chi chi à, nó thiệt quả luôn kìa anh em à. À, không có khai tất cả, có thời gian làm chậm thôi. Mở lên. Thấy tất cả. À, đồ như xịt. Không được gì ngon hả? Ông đang mở còn mấy cái nè. Để được cái nhẫn à. Cái nhẫn à, kháng hỏa 20, chém 40, sinh khí 11. Đó. Tiền nhẫn đâu? Server này thấy công chơi hay, DK sái ok. Ok, cảm ơn Lật Hoàng nha. Ủa phải 10 người như ông tôi cũng đỡ đi. Nói chung là mình chỉ huy cũng dở à, nói chung là biết này biết kia thôi. Chủ yếu là cho anh em vui chơi vui thôi chứ. Mình hồi đó giờ đâu làm xoái gì đâu mà. Nói chung là xạo lồn đó. Mình mà xoái hay thì độ thì server này nó nét lâu rồi anh em à. Thì mấy thằng đó mình mà xoái hay một cái mấy này nó nghỉ game rồi. Còn ban mình chơi thôi. Game. Tại vì mình dở nên nó mới mà án mạng không? Án mạng không? Ủa vậy chuyện cả một kháng lô 15 điểm. Vụ án gì? Hồi nãy giờ cô xác lệnh hả? Có Còn gì gì ngon chuyện ngon khác không? vậy Có gì ngon ngon không? có được vài món à. cái Ồ, gì dây đang chuyền chọn nữ hàng cái cả game 15 làm chậm 40 là đủ, tôi nghỉ game luôn á, tôi nghỉ game luôn. BK như em BK đúng rồi, BK như gạt gì. Cái là lúc nào cũng tớp hết à, tớp hết à. Người ta không quan trọng nữa, không quan trọng quá trình như trên, chỉ quan trọng tới kết quả thôi anh ơi. Giờ anh đánh cho hay, BK cho hay mà cuối giờ anh không được vô top thì cũng khác nào anh BK dở đâu. Đi Ủa em. nãy công anh nãy công ăn ăn cái ăn như mình có ra cái áo không? Áo bị dịu không? Không. Má sao vậy nhiều dữ. Mình nãy giờ có mở đâu, nãy giờ có mở kênh thế giới đâu. Mới mở qua đó ông nội. Ủa hồi nãy kỳ liên hệ AD là nó kêu về Kêu, làm ủa kêu anh Dũng tối online đánh phụ trận thành kỳ. sợ ổn không chứ chờ Cứ đi hỏi không đi nào. Con được không on? Đồ má phòng quý 15 làm chậm 20 luôn à. mà giờ online thì không có đồ cho anh Giang chơi cũng vậy khác gì. Này là cao thủ không bằng tranh thủ. Game chứ ba. Mình nổ mình phải biết gì ta. Ta nói là cái gì, câu gì mình quên mất tiêu rồi. Vấn đề gì? Mình viết thời thời thế tạo anh hùng anh em à. Chứ không phải lúc nào người xưa thì ổng anh hùng thì người ta người anh hùng người ta tạo ra thời thế chứ bây giờ thời thế tạo anh hùng không à.
lúc ngày trước. Ngày trước thì cái dương mình hơn này hơn nọ, xong cái rượu bắt đầu mình nó làm cho mình nản anh em à, bên kia nó làm cho mình nản. Cái rượu mấy bên kia nó nay nó không đi bên đế anh em mình đi rượu ấy ta. Rượu xe không? Được đụng nó hợp lý á. Im đéo đi. Lip. Qua xin lót, Kéo nó đặt qua đi. Coi hạt nào mạnh gì lấy vô. Điện kinh. Đây. Cần cái gì? Đây là nó mới vừa đánh, nó vừa mới ra. Cần cái anh Hùng Tiết á, anh Hùng Tiết trên bộ bật á anh. Rồi đụng nó hết giờ rồi. Hết chưa? 12 rồi. 10 phút báo danh hả? Báo danh mà. Đợi chút. Đi liền chứ anh em. Qua kiếm cái nhận được con ngũ quả đủ mẹ mày, xong rồi bắn nguyệt phù dung không vậy lộn kiếm mấy cái mày phải cầm bánh đó nhiều phát đồ bánh không đồ trong đây xe ăn đó mày mẫu đây một mẫu đây mẫu đi anh em ơi. Đủ xe ló đâu kéo xe vô đi, tụi mình kia đâu có đi đâu. Nè, bên tay nè. Bt đi, mua ấu nhạc cái.